Trời ơi, vui quá mọi người ơi. Em được idol Kiki rep rồi mọi người ơi. Ủa bạn bạn Kiki ơi, bạn nói bạn nhịn, ủa bạn không nhịn thì bạn làm gì mình nha bạn Kiki? Ừ. Bạn có dám thề với trời đất là những câu mà bạn nói ra là đều là sự thật hay không? Bạn có dám thề hay là không? Ừ. Ăn không nói có là coi chừng bị thụt lưỡi nha. Nha. Cái nào có mình hãy nói, còn cái nào không có thì mình đừng có nói. Chứ ăn không nói có là coi chừng bị thụt lưỡi đó ha. Tại sao bạn đăng cái clip bên bên Việt Nam, bạn đăng bên TikTok á, là bạn quay bạn nói là nhà chồng bạn nghèo lắm, nhà chồng bạn khổ lắm, ở khu bạn ở là nghèo khổ đồ, ở trên vùng quê vùng xa đồ ha, không có tiền bạc đồ, ở bên đây 7-8 năm rồi mà không có đồng bạc gửi về cho gia đình. Ủa vậy ở đâu tiền, ở đâu ra mà bạn bạn mới mua nhà chung cư ở bên đây? Ừ. Tiền ở đâu ra, bạn lấy tiền ở đâu ra mà bạn mua nhà chung cư ở bên đây mà bạn đi đăng lên bên TikTok Việt Nam là bạn lại nói khác, còn bạn ở bên đây thì bạn lại nói khác. Ừ. Tại sao bên đây nói khác còn bên Việt Nam, bên TikTok Việt Nam lại nói khác? Sao ngộ vậy, kỳ vậy? Ừ. Có dám thề là những câu bạn nói ra là đều là sự thật hay không? Ừ. Mua đồ sang, đồ xịn, đồ đăng lên khoe. Vậy tại sao không khoe ở bên Việt Nam đi, mà ở bên Việt Nam lại than nghèo than khổ để cho người ta thương hả, để cho người ta thương hại bạn, người ta vô bình luận động viên, cố gắng lên đồ này nọ. Trời ơi, làm vậy chi vậy? Có phải là bạn đang câu view câu like rẻ tiền không, để bạn kiếm tiền không hả? Bạn kiếm tiền rẻ không hả? Có phải là vậy không? Nếu bạn có thắc mắc gì thì bạn cứ comment vô đây nha, cứ bình luận thẳng vô đây, mình sẽ trả lời bạn từng cái một nha.